xin chào quý vị em đã khánh quay cho quý vị một cặp CBR 8330A hàng đầu giá trực tiếp từ nhật về đó hôm nay cập bến được một cặp rất là đẹp đấy em bóc uh, uh, cho quý vị con này đó đây là phần bây uh, giờ cái này là cái từ uh, nhật ấy bọc có cho mình nhá đó bọc đây bọc đây. ra một chiếc cái này cái ê căng của nó là phải bắt ốc từ đường dưới này lên bốn con ốc bốn con ốc bốn góc này nhấc được cái ê căng kia ra anh em nhé đó đây thì sẽ có tem GBN đó và thêm hai uh, chiếc chiếcフレ uh, uh, một chiếc, uh, Fre của Piller và một chiếc uh, Fre của Onkyo các nhá đó con này thiết kế uh, mặt mũi rất đẹp size 42 anh em rất là tiện phối uh, ghép con này thì size độc lạ hơn size nhỏ 30 cm đó gan thì con này nó sản xuất xuất âm biến thế đây đảo pha à, còn con này thì uh, uh, bạc mạch của nó thì nó thiết kế chỉ làm một lửa đây mặt sau này chống luôn đó À, tất cả thì đều đẹp kem à, từ những cái lắp uh, lắp uh, của, uh, của, lắp lưng của nó nhá con này lắp lưng bằng da đó, phủ lớp da đây con này là lắp lưng, đó, này. Này là lắp lưng uh, sắt rất là đẹp rất là mới luôn uh, hiện giờ thì em đang cắm cái con uh, cái con dề này để test cho quý vị đó, đánh uh, qua bao xong là sang cái có đôi đôi loa JB kìa nhá. dòng CP à, này thì nó là loa à, kiểm âm à, loa lời rất là chất các nhá, công suất của nó là từ 100w đến 400w một chiếc ấy, à, bát 20, bát 20 gọi nhá, cả vành thì nó hơn, cả vành tầm khoảng 22cm, nhưng mà thông số hãng của người ta đưa ra là bát 20, gân vải các nhá, gân vải, rốn vải này, đó, chung của nó là chung 12cm cũng là gân vải các nhá, đó, và một con chép, à, chép đô, đó, tất cả thì đều còn rất là đẹp, đấy cái căng đây, đó cái căng này thì uh, theo như quan sát của em thì bên nhật họ đã dán lại cái vải này rồi nhá đó. xương thì là rin nhưng mà cái phần vải là họ đã đã dán lại mới rồi đó cái đấy thì em cũng báo rõ luôn đó, từ bên nhật về là như thế bên đó chưa tháo ốc nhá và mới tháo một chiếc để quay cho quý vị thôi còn ở bên kia thì người ta cũng có tháo ra để chụp ảnh tất cả phần tuyến loa cho 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 mình rồi đó nếu anh em nào cần ảnh chi tiết thì em sẽ gửi qua zalo cho anh em nhé đó à, xin chào với quý vị cái cặp loa JBL 8330A này thì bên Nam Khánh đang giao lưu quý vị là 5 triệu đồng nhá hàng đầu giá mạng về đẹp keng đẹp keng sáu luôn nha anh em nhé đó không tì vết luôn à, giới thiệu các bác cái chiếc Fre SC70. Đó, một chiếc dề rất đẹp luôn này. Đó. Ngoài cùng là vặn nút bật tắt nguồn, chỉnh bát chép volume và selector đường vào. Dưới này có ba lăng với cả stereo. Đó, mặt phay nhôm các bác nhìn này, đẹp như mới luôn Con này thì hàng đầu giá nhật về thì nó phải nói là len keng luôn, ruột nó như mới các bác ạ. Bảy màu luôn này. Đó à, thế đảo pha nhé đây là biến áp nguồn tất cả nói chung là tinh tình tình luôn đây là phần đằng sau này Đó. zoom cho các cái tem Đó, sc 70 nhé điện 100 v tất cả những cái cổng uh, kết nối đây hai cổng phô uh, tuner áo, X1, áo uh, hai cổng tap và uh, một đường output này đây. đây một cổng uh, tap uh, uh, 5 tap din chân đây. đây dây nguồn nhé. dây nguồn zin của nó luôn nhé trên dây nó có cái chữ puller luôn này, dây nguồn màu lâu. con này đời khá là sâu rồi, tầm 1970 rồi. Đó. Đây, các bác nhìn đẹp chưa? Quá mới luôn. Những con đời cổ mà nó còn ruột gan nó còn cáu cạnh như này. Và đây là cái phần nắp lắp uh, uh, lưng của nó đây, để các bác nhìn này. Đó, nắp lưng uh, phủ da còn mới tết. À, con này thì giá là 3 triệu thì fix cho các bác 200 tròn 3 triệu đồng. Size của máy là 30 mươi cm nhé, hai cái đầu hồi gỗ, đó. máy mặt à, nhôm như mới luôn, nói chung là à, 99, phẩy mấy phần trăm luôn, quá là đẹp, đó. hoạt động rất là tốt, con này thì tiếng rất là sáng nhá, đó anh em có thể ghép bao đèn các thứ đều ok, à. còn anh em nào mà có những cái con bao và của pioler thì cũng đều ghép ok nhá, à, có một cái điểm là cái con này nó là size 30, mươi nhỏ thì anh em à, không đặt trồng lên nhau thì nó hơi nhìn nó hơi hơi uh, lệch một chút xíu còn đâu anh em phải đặt ngang như thế này bình thường đó, 3 triệu đồng và chiếc uh, dề uh, Onkyo đây nhá Onkyo P8000 đây em quay cho các bác dễ nhìn này đẹp tinh tươm như mới nhá đó logo Onkyo bên phải và cái mã model của nó bên trái đó Onkyo P8000 đây à, P8000 đây là chỉnh bát chép này đó à, lọc giải thấp giải cao này ba lăng này volume tổng này lâu lớt này áo à, uh, đây là sticker đường vào áo ích follow và tuner đó. ở đây là đường tab monitor à, đây là chế độ uh, muting âm 20 decibel đây là chế độ stereo mono đó Điều rất hay nhá đó. đây là chỉnh bắt chép anh em căng căng giảm căn đây nhá đó quá phê luôn gạt cái này nên là sẽ không chỉnh được nữa nhá gạt xuống đây, cái này đó anh em mình nghe tiếng tanh tách chưa cái này thì anh em mình về nghe đâu thì mình 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 vặn to nhỏ theo cái ý muốn và lau lớt nữa nhá bật xuống thì nó là bật on là nó sẽ khỏe tiếng hơn còn bật lên thì nó sẽ trung thực hơn đó ở đây phần quay cho các bác phần ruột gan nhé em tắt cái nguồn này đã cho nó đỡ anh quay cho các bác phần ruột gan con này là thiết kế khá là hay là nó gom gom gọn vào đây Đó, thành một nửa chỗ này thôi thì nó dê thì nó thiết kế đơn giản không như là pow pow thì nó sẽ uh, nhiều chi tiết linh kiện về công suất hơn thì nó sẽ phải ăn vào các cái phần như này còn con này thì nó sẽ uh, gọn gàng hơn rất là nhiều Đó. máy nó thiết kế dày tất cả thì đều nguyên zin và hát tốt anh nhé đây là phần đằng sau này con này thì nó có hai đường output một đường uh, đây output một output hai đây là Follow tuner ox hai cổng táp à, đây là phần à, à, tem này đó à, onkyo frame p tám nghìn điện 100V là công suất là 4 w à, series của con này nó là 0497 đây có mấy cái rắc cắm điện cho các thứ khác ở đây đó. À. dê này thì nó không ăn điện nhiều nha à, nó sẽ ít linh kiện như là cái kể cả cái phần nguồn này nó cũng rất là nhỏ và nó không ăn điện nhiều đâu đó, tiếng rất là hay, tiếng bao hay luôn. Đó, như vừa rồi em vừa mới test trực tiếp cho các bác luôn. Đó, có này size 42 cm anh nhé size chuẩn 42 cm, máy đẹp tinh tương Đó, không có một chút tì vết gì, kể cả từ lúm rút đến uh, mặt nhôm nhá. Đó. À, con này thì giá 4 triệu 2 fix luôn cho em em 200k uh, 4 triệu đồng chưa bao gồm phí vận chuyển uh, chiếc uh, Builder 3 triệu chiếc uh, Onkyo 4 triệu các nhé và cái uh, cặp JBL đó 8330A rất là chất này à, hàng đầu giá mạng về đẹp à, ken xà luôn à, con này thì à, để cho quý vị giá 5 triệu đồng nhé 5 triệu đồng sẽ lật cái này lên cho các bác nhìn cái phần à, à, tem của nó nhé à, con này là tem nó ở sau em sẽ quay như này cho các bác nhìn đó, đây. Đó, con này là 8330A made in USA các bác đó trong này thì nó sẽ không ghi cái phần công suất mấy cả các thứ ở đây trên này nhá nó chỉ ghi xuất xứ rồi các thứ thôi đó trong 8 ô đó. công suất thì các bác cần các thứ thì em sẽ gửi thông tin cụ thể ở cái trang hãng cho, cho các bác tham khảo nhé các bác cần ảnh chi tiết các thứ thì cũng inbox qua zalo cho em rồi em xin kết thúc cái clip tại đây hẹn gặp các bác ở clip tiếp theo xin cảm ơn